Sung Nông TV xin chào với bà con. Hôm nay mời quý bà con cùng Sung Nông TV tìm hiểu một giống cây nổi bật như một biểu tượng của sự độc đáo và hấp dẫn của vườn trái cây nhiệt đới. Không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài độc lạ mà còn có hương vị ngọt ngào và hỗ trợ sức khỏe. Vâng, hôm nay xin giới thiệu đến quý bà con giống cây chôm chôm Thái. Cây giống chôm chôm Thái có chiều cao từ 60 đến 70 cm. Đây là giống cây được yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới. Ngoài hình dáng đặc biệt mà chôm chôm còn có tác dụng giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, trái cây này cũng cung cấp các khoáng chất như sắt giúp cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa thiếu máu. Ngoài ra còn hỗ trợ canxi giúp hỗ trợ xương và răng chắc khỏe. Để trồng loại cây này, bà con cần chuẩn bị đất phù sa có độ thoát nước tốt. pH của đất là từ 5.5 cho đến 6.5, nên tưới nước đều đặn cho cây vì đây là loại cây rất thích nước, đặc biệt là vào mùa khô. Nhưng bà con chú ý đừng tưới nước nhiều quá để tránh tình trạng bị thối rễ. Về phân hữu cơ, bà con cần chọn các loại phân như phân bò, phân gà hoặc phân xanh để giúp cải thiện độ phì cho đất và cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Còn về phân khoáng, nên sử dụng phân NPK theo tỷ lệ thích hợp để cung cấp các nguyên tố vi lượng và kích thích sự phát triển của cây. Nên bón phân cho cây từ 3 đến 4 lần trên một năm. Chú ý bón phân cho cây trước khi cây ra hoa và sau khi là cây phát triển trái. Nên cắt tỉa cành thường xuyên, cắt những cành không cần thiết hoặc là những cành bị sâu bệnh để giúp cây có thể là đón ánh nắng tốt hơn, cũng như là cải thiện lưu thông không khí để giúp cây giảm được nguy cơ nhiễm bệnh. Chỉ sau 4 đến 6 tháng sau khi cây ra hoa thì bà con có thể thu hoạch trái rồi. Đây là giống chôm chôm cho trái lớn, có trọng lượng từ 50 đến 70 gram trên một trái, cơm dày, chóng tốt, hạt dẹp và rất nhỏ, thịt thì ngọt và rất mọng nước. Khi chín, rau trái có màu xanh, vỏ có màu đỏ, xen những chấm vàng, rất hấp dẫn và rất bắt mắt. Hiện tại giá chôm chôm Thái trên thị trường dao động từ 80.000 đến 100.000 trên 1 kg. Đây chắc chắn là giống cây giúp bà con tăng cao năng suất kinh tế. Hiện tại giống cây này đang được bán tại cửa hàng của Xuân Nông. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông TV.